Dạ con chào ngoại. Dạ. Dạ ngoại, ngoại bán gì hả ngoại? Bán cái này nè mà sáng giờ bán có hai nải. Dạ bán chuối hả ngoại? Dạ. Mà sáng giờ ngoại bán có hai nải hả? Hai nải. À. Ngoại bán hai nải nào vô ngoại? Chú già hay chú sim ngoại? Cho người ta tí giờ. Dạ. Một qua một nải được bao nhiêu ngoại? Có 7.000. Rẻ dữ vậy ngoại. Trời người ta còn la bắt nữa đó. Dạ. À, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? À sinh 1955. 55 là ngoại 70 rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi ngoại lấy chuối này của ngoại là ngoại mua hay là đồ mua nhà? Mua không à, chứ không có đồ nhà ra bán, kiếm tiền nữa, mua gạo rồi ăn vậy thôi. Dạ. Bình thường mà ngoại bán sáng giờ có 14 ngàn thôi. À, có ngoại... bữa thì được 20-30 ngàn. Dạ. Có bữa thì không có nải nào luôn. Ít vậy đó hả ngoại? À, chợ nó ế á. Rồi thí dụ như bữa nào mà ngoại bán không được thì ngoại, ngoại mua gì ăn ngoại? Thì nhịn. Thì nhịn luôn? Nhịn luôn, bữa sau mua. Bữa sau mua rồi bữa trưa ngoại ăn cái gì ngoại? Thì giờ mình ăn bậy bạ. Gạo cải đồ kiếm ở nhà ăn. À nhưng mà gạo ở đâu ngoại có? Gạo thì có mua bữa nào ấy mua 2 kg. Dạ. Còn ấy mua 1 kg. Dạ. Rồi mời mua tiếp. Dạ. Vậy là ngoại ăn cùng với ai ngoại? Thằng trai. Dạ, là ngoại. Đứa một à. À ông ngoại còn không ngoại? Ông ngoại và ngoại mất hết rồi. Dạ. À không có chồng của ngoại á? Không. À, thôi lâu rồi. À dạ. Ở là... cô thân. Dạ. Vậy là bữa nào bán được thì mua 1-2 kg gạo. Nhiều 2 kg, còn dạ. Được thì 1 kg. Còn sáng nào thì ngoại ăn gì ngoại? Sáng ăn ổ bánh mì. Dạ, ổ bánh mì thịt hay mì không ngoại? Mì thịt mà nhỏ nó bán 3.000 ăn được lắm. Ủa bán gì có 3.000 vô ngoại? À, ta, nó bán cho người ta 5.000, 10.000 hen. Dạ. Nó bán cho tôi có 3.000 à. Trời ơi, thịt mà 3.000. Điều dạ. Mà cũng có. Ủa. Chút đỉnh thịt vậy đó. Dạ. Điều nó bán cho người ta 5.000, bán mình có 3.000 cũng. Chứ bây giờ mới ổ bánh mì không nó cũng là 2-3 ngàn rồi. 3 ngàn rồi. Dạ. Ơi, mình coi như là người ta cho thêm thịt cho ngoại ha. Cho thêm thịt đó. Trời, coi như là người ta thấy thương ngoại lắm á. Ơi, người ta mới giúp đỡ như vậy đó. Đúng rồi. Dạ, chứ mà người ta không. Tao cứ là người ta lấy bẩn luôn. Dạ đúng rồi. Chứ mà nếu mà ngoại khá giả thì người ta cứ lấy bình thường rồi. Đúng rồi. Còn mình nghèo khổ thì người ta lấy khác. Dạ, vậy là coi như. Người ta cho thêm thịt mình á. Dạ. Vậy là ngoại cũng phải trân quý mấy cái người đó đó. Đúng rồi. Giúp cho ngoại hàng ngày luôn. Ăn hàng ngày luôn. Dạ, những cái buổi ăn để cho ngoại không có bị đói, ảnh hưởng đến sức khỏe của ngoại đó. À. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Là cụ ba. Cụ ba. Ở tại Mỹ. Dạ. Thì cụ ấy. Ở tại Mỹ. Dạ đúng. Cụ ấy 80 mấy tuổi rồi. À. Thành ra là cụ ấy cũng mong muốn là với phần quà của mình sẽ giúp đỡ được cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi bớt được phần nào vất vả trong cuộc sống. Đúng rồi. Thì đây là tấm lòng của cụ ấy tặng cho ngoại. Bây giờ ngoại đếm giùm con xem cụ ấy tặng cho ngoại bao nhiêu. Đếm ra tiếng đi ngoại. À 4 rồi ha. 5 6 7 8 9 10. Dạ, ngoại biết ngoại nhận được bao nhiêu không? Là 1 triệu. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cụ ba không? Vậy cho gửi lời thăm cụ ba giàu và sức khỏe. Dạ. Mang ơn cụ ba nhiều lắm. Dạ. Cũng được phần quà này mừng dữ lắm đó. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này thì ngoại sẽ mua gì để ăn ngoại? À bây giờ mua vài con cá. Dạ. Với mua gạo để dành ăn. Dạ. Rồi vậy. Còn bữa nào là không có tiền là chỉ có đi hái rau. À. Mua 1-2 kg gạo về ăn với nước tươi nước mắm thôi hả ngoại? Thì tạm bà đỡ bữa vậy đó. Dạ. Rồi bữa khác mình làm khác. Có dạ. Cá. Thì cũng con cũng hy vọng ha. À, với tấm lòng của cụ ba nha. Cho gửi lại cụ ba dồi dào sức khỏe. Dạ. Mang ơn. Dữ lắm đó nha. Cảm ơn ngoại. À. Cụ ba cũng chúc cho ngoại ha. Dạ. Có một buổi ăn ngon trong vài ngày sắp tới. Dạ. Và giữ gìn sức khỏe của mình nha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. À. Cảm ơn nha. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở khu vực này là ở xã chắc là xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh miền Tây thương nhớ và mẹ là cụ Lâm Thị Ba, mà em còn giữ số tiền của anh ấy là 21.200.000. Thì bữa nay em xin phép là dùng 10 triệu từ tấm lòng của hai mẹ cũng như là anh ấy để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại một cái khu chợ có tên là chợ Ba Phố ở tại Tam Bình, Vĩnh Long này. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, để tiến hành trao tấm lòng
của cụ Lâm Thị Ba. Em xin phép đọc tên mẹ của anh ấy nha. Đây là cầu Ông Trư này của chú anh chị. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Dạ, chào con. Dạ, ngoại bán gì không ngoại? Ngoại bán rau cải nè con. Dạ, rau cải này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay từ nhà ngoại? Mua đi bán lại rồi của con chồng vô ngoại bán luôn. Dạ. Giờ của ngoại rau của mít vậy đó hen. Dạ. Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 7 mấy rồi con. 70 mấy ngoại? Ngoại 78 rồi. 78 rồi. À. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Thì thấy cũng khỏe khỏe đi bán vậy cho vui đó con. Dạ, chúc mừng ngoại. Dạ. Dạ, mà ngoại bán sáng giờ được nhiêu rồi ngoại? Ngoại bán bữa vài trăm ngoài 50-70 nha. Dạ, ít vậy đó ngoại. Dạ. Hả? Ngoại trừ vốn ra thì ngoại còn lời được khoảng bao nhiêu? Chừng 20-30 vậy hả con? Dạ. Nếu mà ngoại lời ít vậy thì ngoại mua gì để mình ăn ngoại? Ví dụ sáng gì có người bán phụ đồ ra để cho hủ tiếu ha, bánh ha, mì, bánh mì vậy đó con. Dạ, vậy là coi như là nội cũng phụ người khác nữa ha. Phụ ví dụ chợ. Bán gì ta gửi đồ mà ngoại bán tiếp bằng ké của ngoại luôn, ở đây ké luôn. Dạ, vậy là coi như là có đồ của mình với đồ của người ta. Ừ. Dạ, mà ông nội còn không... Ông nội mất năm nay 4 năm rồi con. Dạ, ông nội mất 4 năm rồi. Ừ. Vậy là bây giờ hiện tại là giờ nội đang ở với ai? Ở với thằng trai Út. Dạ, người Út ha. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Dạ. Mà thường thường mà nội bán như thế này thì một ngày là nội mua cái gì nội? Nội mua có khi muốn ăn cá biển thì mua cá biển ăn, không dạ. Muốn ăn gì ăn thì nó mua đồ rẻ ra ăn chứ mình không ăn đồ mắc được. Dạ. Nghe thấy thương không? Tại vì mình không có thu nhập bao nhiêu phải không? Không có thu nhập nhiều á con. Dạ, bữa nay thì con chia sẻ với nội nghe. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Ừ. Con thay mặt cụ Ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ có một phần quà tặng cho nội. Vậy nội mà cảm ơn con nhiều. Con giúp đỡ vậy nội cũng mừng lắm. Dạ. Tại vì nội thì bây giờ thí dụ nội đi bán thì cho có sức khỏe vui vẻ vậy chứ ở nhà thì nằm hoài nó mệt mỏi quá à. Dạ. Thì bữa nay dạ nội nhận đây. Ừ. Con lấy gì cho cái bầu này được nhiêu ký nội? Bán trái vậy con. Dạ, trái này được nhiêu nội? Có 15 ngàn thôi con. Dạ, phải chạy ghẻ luôn. Ừ. Nội nói là nội ớn cái miệng luôn. Dạ. Nó đi thổi bọc đi thiên cái lên. Con biết nhau bán vậy nói đi mình thấy sợ mắt người ta nói mình bán mắt con. Dạ nghe thương quá. Bán mắt cái gì nữa. Bán mắt nhất chợ. Dạ vậy mà cũng có người cũng ủng hộ. Có người mua ủng hộ. Dạ. Vậy đó vậy đó có bùa. Dạ. Nói chứ đồ ngon với lại con thấy nội sắp xếp rau rất là gọn gàng nè. Làm gì cũng sạch sẽ cho dạ, luôn. Sạch sẽ gọn gàng. Giờ con biết không về ngoại lặt lợi. Dạ. Ấy bó cho sạch sẽ cho. Bó này nhiêu cô? 5 ngàn hả con? Dạ. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ quá quý luôn. Ừ. Dạ. Quá quý. Thì bữa nay con chia sẻ với nội nha. Ừ. Bữa nay thì gặp nội là cái duyên. Ừ, có duyên gặp con. Dạ, con thay mặt cụ Ba tặng cho nội một phần lì xì. Ừ. Dạ, bây giờ nội đếm giùm con coi cụ Ba tặng cho nội bao nhiêu. Dạ bao nhiêu ạ? 800 con. Dạ, cụ Ba tặng cho nội 1 triệu. Ừ. Dạ. Trong cái dịp mà cái duyên ngày hôm nay. Ừ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ nội vui dữ lắm, nội mừng quá trời đi bán buôn thì bữa có mấy chục ngàn mà nội nhận này được là nội mừng dữ lắm, nội vui. Dạ. Vui vẻ lắm. Nội có nhắn gửi gì với cụ Ba không? Vậy cho nội nhắn gửi cụ Ba, cảm ơn cụ Ba nhiều và cụ Ba giúp nội, nội mừng dữ lắm, nội cảm ơn cụ Ba nhiều lắm. Dạ. Cụ Ba cũng chúc nội ha, sẽ giữ gìn sức khỏe của mình và tinh thần lạc quan của mình dạ, như thế này. Dạ, tinh thần lạc quan ngoài dạ. Nội bán buôn cho lâu dài. Dạ, và cũng hy vọng là với tấm lòng cụ Ba sẽ đỡ cho nội trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Vì nội cảm ơn cụ Ba chỉ với con nhiều lắm. Cảm ơn nội. Dạ, con xin phép chào nội nha. Chào con. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại bán gì không ngoại? Bán ốc nè con ơi, với dạ. Rau. Ốc với rau hả ngoại? Ừ, với này à, có dạ. Nhiêu đó mà ế chết nè. Ế quá hả ngoại? Ừ. Ốc này bây giờ mình bán được nhiêu ký ngoại? Có 15 ngàn đó con ơi. Trời ơi, ghẻ dữ vậy ngoại? Ừ. Mà ngoại mò bao lâu mới được nhiêu tiền ngoại? Trời ơi, ổng mò từ 11 giờ cho tới 6 giờ luôn. 11 giờ trưa mà tới 6 giờ tối? 1 giờ chiều đó. À, 1 giờ chiều. Tới dạ. 6 giờ được 4 ký. Có 4 ký. 4 ký là được có 60 ngàn. Ừ, 60 ngàn. Dạ, mà ngoại bán sáng giờ được mấy ký rồi ngoại? Bán được 3, 4 ký rồi còn nhiêu đó. Dạ, còn rau thì sao ngoại?
rau này hả? Dạ. Có 15 ngàn ký mà chưa được miếng rau. Dạ. Còn rau muống thì sao ngoài? Hai lọn là 5 ngàn nè. Hai lọn có 5 ngàn thôi. Ừ. Rẻ quá trời rẻ vậy ngoài. Vậy mà bán được. Dạ, dạ sáng giờ bán được có mấy chục ngàn không ngoài? Có mấy chục ngàn. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? 70 rồi đó. Dạ. 70 rồi đó. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào ngoài? Đỡ. Dạ. Thì cũng bệnh hoài, uống thuốc ngày nào cũng uống thôi. Dạ. Không uống thì mần không nổi. Dạ, vậy là ngoài bị đau nhất hả? Ừ, đau nhất giờ cắn. Dạ. Ừ. Vậy là ông ngoại vẫn còn. Ông dạ. cũng còn, ông cũng gần 70 rồi, ông 69 tuổi rồi. Dạ. Ông tương khỉ tao tuổi ngùa ông về đó. Vậy là ngày xưa là ngoài thích lái máy bay phải không? Dạ. Thế ông này là ổng mò chứ ngoại đâu mò được. Dạ đúng rồi. Đây nè, ông đắng nè. Dạ. Ngoại bán cái này thì ngoại có lo cho ai nữa không mày? Không, có hai chồng già đó. Dạ, còn con cái lớn hết rồi không mày? Cái lớn đi mận rồi sống hết. Dạ. 15 ngàn à, nói thiệt á. Dạ, quá trời rẻ rồi. Cái đó như vậy. Tiếp bây giờ mua nhiêu còn đây nữa mẹ kêu mẹ cởi nữa hả? Ở đây nè. Má mẹ mẹ mua rồi mình sao bỏ đây rồi bộ bả không có tiền bả đi bỏ quên hay gì. Hôm qua tao hổ quá trời, hôm qua đi đám cưới. Hôm qua không có ốc bạc, hôm qua tôi kiếm mua. Dạ. Ốc này ốc đắng hả ngoài? Đắng. Dạ. Ủa, sông của mình là không có ốc gạo không ngoài? Không, ở đây dạ. Không có ốc gạo. Dạ. Rồi. Dễ ăn mà. Nói em tao bán 20 hay 20 không đó, bà nội mà bán gì mà rẻ, nó đụng mẹ rẻ không ai mua nữa mày. Bán rẻ mà còn không ai mua nữa. Không mua đó rồi bán mắt. Dạ. Vậy là 1 ký mà nhiều dữ vậy hả ngoại? 1 ký đó. Dạ. Rồi này ta đặt ngoại rồi ta quên lấy thì rồi nè. Ờ ta đi về luôn hay gì rồi. Chắc người ta quên hay sao rồi. Rồi. Dạ rồi giờ đổ ra không ạ? Đổ ra bán. Dạ. Đổ ra vậy mất hết cái bọc rồi mày. Kệ. Bán mà tính quá ai mua. Dạ bán đúng. Mà mày tính quá ai mua. Dạ đúng, hợp lý. Dạ. Ủa mà anh ta trả tiền chưa mày? Hả? Ta trả chưa. Tiền chưa? Chưa luôn hả? Ừ chưa, chứ không dạ. Phải ta trả được. Người ta đâu có trả đâu. Ta trả ừ. Này 4 ký không mày ha? Không có đâu. Cái này có 2 ký mấy mà. 2 ký mấy. Này có như là hơn 30 ngàn thôi. Dạ. Dạ. So ra con thấy mấy con ốc này nó đẻ nhiều quá mày ha. Ờ ốc này thì nó đẻ nhiều hơn ốc babu. Dạ. Bởi thành ra tại sao mà ngày nào mình đi mò cũng ra. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con thay mặt một cụ, đó là cụ ba nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Của ít đồng nhiều. À. Dạ, thì đây ngoại đếm thử coi cụ ba tặng cho ngoại bao nhiêu. Trời ơi dữ vậy. Ngoại dạ. Cảm ơn con nhiều lắm đó. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6, 700. Dạ được bao nhiêu ạ? 700 ngàn. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi ngoại vui lắm đó. Dạ mà chứ không mấy bà cụ bển nghĩ tình ngoại về cho ngoại về ngoại mang ơn dữ lắm nghe. Dạ. Cụ ơi cho con vậy mang ơn lắm nghe cụ. Dạ. Cụ ba cũng 80 mấy tuổi rồi. Đó, dạ. Con nay 70 rồi. Dạ. Cụ ba bà thương con cháu về bà cho con cảm ơn nhiều lắm nghe. Dạ. Mấy bà ở bển rất mạnh khỏe nghe. Dạ, cụ ba chúc ngoại ha sẽ luôn lạc quan vui tươi như thế này. Dạ, giữ gìn sức khỏe của ngoại. Dạ, và bán được hơn nhiều hơn nữa. Dạ. Với có một vài buổi cơm ngon cùng với gia đình. Dạ. Trong ngoài phải thì sắp tới nha. Ông chết mà bệnh hoạn ổng cũng vậy ráng mò mình sống chứ. Dạ. Ổng là không mò lấy gì sống, dạ. Bệnh đau. Hoài quỷ. Dạ. Vậy cảm ơn con nha. Cảm ơn ngoại. Thôi con xin phép chào ngoại nha. Cụ bến nha. Cảm ơn ngoại. Ừ. Dạ. Con nghiệp. Ngoại không tin mà cứ đếp im đại hoài. À, xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. 71 rồi hả? Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Dạ, bán bữa nhiều. Dạ. Mấy cái này. Dạ. Cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ dạ, nhà? Mua đi bán lại. Cả. Dạ, cái này người ta gọi cái gì ngoại? Cá phèn á cậu. À cá phèn dạ. Còn con này à? Rồi bữa mua vài ký cái này cá gì ngoài cá cơm dạ con cá này ngoài dạ con cá cơm nhỏ dạ rồi mày cắt ra vậy bữa đấy bữa nay cắt bán vậy mà bữa nay bán được có 30 ngàn
Sáng giờ bán có 30 ngàn. 30 ngàn cá cơm bự. Dạ. Con cá nhỏ này nó bán được ký mấy. Dạ, còn cá phèn bán được không mày? Bán được có 300 gram. Dạ. Sáng giờ mình nếu mà trừ vốn luôn mình còn được bao nhiêu mày? Không, chưa đủ vốn nữa không? Chưa đủ vốn nữa. Cân 2 ký. Dạ. Bán được bán ngay cái này có 3 ký rưỡi mà bán có 300 gram. Dạ. Còn ký mấy nữa. Nếu mà một mâm này của ngoại là vốn hết bao nhiêu mày? 200 mấy ngàn cậu. 200 mấy. Dạ, trời ơi, ghẻ dữ vậy hả ngoại? Dạ, mà bán sáng giờ chừng cái này để coi 30 ngàn. Dạ. Cái này 24 ngàn. Dạ. Cái này 3 mấy ngàn. Dạ. Bán có nhiêu đó. Trời ơi, rẻ quá. Dạ. Mà mấy nữa. Mà ngoại bán như vậy thì ngoại có lo cho ai không? Dạ, sống mình à. Dạ. Không có lo ai hết. Ông ngoại còn không ngoại? Dạ không, mất lâu lắm rồi cậu. Dạ, còn con cháu của ngoại thì như thế nào? Dạ, đứa nào cũng ở riêng hết trơn. Dạ. Dạ. Rồi ngoại bán, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng khỏe cậu. Dạ, chúc mừng ngoại. Dạ. Bây giờ chỉ có mua bán là khó khăn thôi. Dạ. Dạ, nhưng mà sức khỏe còn thì mọi cái mình kiếm nhiêu sống nhiêu. Dạ. Dạ, còn như gói ghém đó. Đúng là khỏe thì mình bán hoài, còn mình có đau bệnh thôi chứ sao giờ. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con sẽ xin phép cụ ba. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Cũng sẽ tặng cho ngoại một phần quà nha. Dạ. Thì cụ ít lòng nhiều nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng cụ ba. Dạ. Dạ, ngoại nhận và ngoại đếm thử thì cụ ba tặng ngoại bao nhiêu? Dạ. 200, 3, 4, 500 rồi. Dạ. Ôi con cảm ơn, chị cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, nhắn gửi cảm ơn cụ ba nhiều. Dạ. Cậu ba hả? À, cụ, cụ. Cụ ba hả? Dạ, dạ. Ổn già lắm hả? Dạ, dạ, cụ ba cũng 8 mấy rồi. Dạ, mà còn có tiền đi bố thí vậy đó hả? Dạ đó, bởi vậy thành ra đó là cái tấm lòng cao quý đó. Dạ, dạ. Của những người lớn tuổi ở xa quê hương. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều nha, cậu nói với cụ ba nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ. Cụ ba chúc ngoại với anh sức khỏe nha. Dạ, dạ. Dạ, hy vọng là ngoại sẽ có những buổi cơm ngon trong vài ngày sắp tới. Dạ. Mình xin phép cho ngoại nha. Dạ, 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 cảm ơn cậu. Anh cho em hỏi cái. Dạ, con chào ông nội. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi ông nội? 70 rồi. Dạ, ông nội cởi nón cho con xem cái được không ạ? Dạ. Bây giờ một ngày là ông nội bán được bao nhiêu tờ? Trời ơi, ngày có 100 đại số rồi. Ít dữ vậy hả ông nội? Sống nổi. Con thấy hình như ông nội đi đứng hơi khó khăn hả? Khó dữ lắm, là con thân con giò nè, lưỡi nè. À, ông nội bị bẩm sinh hả? Bị thương. Dạ. Bị thương rồi 900 rồi. À, vậy đức là... Ba, đứt ba lặn ruột luôn. Đứt ba đoạn ruột luôn. Dạ, vậy là ông nội có bị mổ trong bụng không? Có hả? Dạ đâu ạ? À, dạ rồi. Ông nội có gia đình không? Bà mất lâu rồi, mất về 7 năm rồi. Dạ, còn cháu của mình thì sao ông nội? Không có cháu, dạ. Sống mình luôn. Dạ, vậy là ông nội ngày xưa là ông nội đi lính chế độ cũ hả? Chế độ cũ. Dạ, rồi mình mới bị đạn hay là bơm hả ông nội? Bị đạn. Dạ, bữa nay thì gặp ông nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép là cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha. À. Sẽ tặng cho ông nội một phần quà nha. Dạ. Nhỏ nhỏ nha, dạ. Thì cụ ít lòng nhiều. Cụ ba chúc cho ông nội nha, sẽ giữ gìn sức khỏe của mình, sẽ có một cái phần chi phí để khi nào mà ông nội mà cần nó thì có thể đem ra sử dụng. Thì đây là tấm lòng cụ ba. Ông nội đếm thử coi cụ ba tặng ông nội bao nhiêu. Dạ. Dạ bao nhiêu ạ? 8. 8, dạ. Thì bữa nay ông nội nhận được phần quà này, ông nội cảm giác như thế nào? Cảm ơn nhiều. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, nhắn gửi cho cụ ba, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, cụ ba cũng chúc ông nội mua may mắn đắt nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ, dạ. Xin phép chào ông nội nha. Dạ. Đó bây giờ hoàn cảnh giờ chưa nhà cửa gì có, tôi giấy tờ giờ hồi trước còn luôn á. Dạ, hay thương quá. Dạ. Dạ, con chào ông nội nha. Dạ. Giấy tờ đó là còn luôn. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở khu vực này là ở xã, chắc là xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh miền Tây thương nhớ
và mẹ là cụ Lâm Thị Ba. Mẹ em còn giữ số tiền của anh ấy là 21.200.000. Thì bữa nay em xin phép là dùng 10 triệu từ tấm lòng của hai mẹ cũng như là anh ấy để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại một cái khu chợ có tên là chợ Ba Phố ở tại Tâm Bình, Vĩnh Long này. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, để tiến hành trao tấm lòng của cụ Lâm Thị Ba. Em xin phép đọc tên mẹ của anh ấy nha. Đây là cậu ông Trư nè cô chú anh chị. Thì một cái ngôi chợ này á, em thấy chắc nó cũng không có được đông lắm. Thời điểm bây giờ em đi tới đây thì khoảng chắc khoảng 7:40 á. Mà cái số lượng cái người đi cái đường này nó cũng khá vắng. Thì cái đường này á thì nó thông giữa thị trấn Tâm Bình với thị trấn Trà Ôn. Đây một cái đường tỉnh lộ thôi cô chú anh chị, thành ra nó cũng khá là nhỏ. Nhưng mà người khó khăn thì chưa biết có nhiều hay không. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị vào trong chợ để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn mới biết được. Như cô chú anh chị cũng có thể thấy á, ngay chỗ chợ Ba Phố này á, cái khúc ngoài á, người ta bán đồ ăn nè. Cũng như là bán cà phê nè. Em thì cái đường này đi ngang cũng nhiều lần lắm rồi, tuy nhiên là không có dịp mà đi ngang buổi sáng á. Ở đây tại ấp An Phú Tân, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Em mời cô chú anh chị cùng vào trong chợ chung với em nha. Em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi vô những cái chỗ mà bán rau cũng như là tìm kiếm những cái hoàn cảnh lớn tuổi. Chỗ ăn uống này cô chú anh chị ha, bún riêu, hủ tiếu rồi vân vân. Đây là chỗ bán gạo, chỗ bán tàu. Dạ chè ới bình địa luôn hả? Dạ nghe thương quá vậy bà con. Rồi sáng giờ chưa được 100.000 nữa. Thôi mấy cô mấy chị với mình sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con xin phép. Đi hướng này ta. Đúng là chợ vắng thì cô chú anh chị mới 7:00 sáng mà như thế này. Đây là một cái chỗ quán gạo chứ. Bảy giờ mấy mà thấy bà con bán mà người mua ít dữ vậy nè. À dạ quay chợ thôi chị. Dạ để xem chợ coi bà con bán đông vui không. Dạ vắng quá hả cô? Dạ cô ơi cô bán gì vậy cô? Bán rau cải, bán đầm ruột. Dạ mấy cái này là đồ nhà của cô hay cô mua đi bán lại cô? Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 6 mấy tuổi rồi. Dạ, 6 mấy cô? 6-7 tuổi rồi. 6-7 ha. Cô bán cái này mà một ngày á cô? Nếu mà bữa nào hên lắm thì mình được khoảng nhiêu cô? Ờ, có lời lớn gì nhiêu chú ơi. Ít lắm rồi cô ha? Dạ, ít. Dạ, sáng giờ cô bán được nhiêu rồi cô? Bán có mấy ký dầm chuột. Mấy ký dầm chuột là được nhiêu ký cô? Ở đây lúc này có 15 ngàn. Dạ, vậy là cũng ít quá trời hen. Dạ. Nhưng mà tầm ruột thì đâu phải lúc nào cũng có. Dạ. Dạ. Còn bây giờ hột gà này cô bán bao nhiêu một chục? 35 ngàn. Hột gà này rất là ngon luôn. Dạ. Hột gà ta phải không ạ? Hột gà ta mình á. Dạ. Cho ra là ngày bán vậy cũng vất vả cho cô. Dạ. Bữa nay thì con chia sẻ với cô nha. Dạ. Bữa nay gặp cô là một cái duyên. Dạ. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cụ Ba ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần lì xì nho nhỏ muốn tặng cho cô.
để cho cô mua gạo hoặc là mua đồ ăn ăn cùng với gia đình của mình. Dạ, mà cô bán gì thì cô có lo cho ai không? Lo cho ai, hai chồng già nhà bị buôn bán bệnh hoài chú ơi. Dạ, bây giờ cô đang bị bệnh gì trong người? Bệnh tim rồi bệnh phổi. Dạ. Rồi cao huyết áp. Dạ. Thì con xin phép thay mặt cụ ba tặng cho cô phần quà nha. Cố ít lòng nhiều. Dạ, thì bây giờ cô đếm giùm con xem cụ ba tặng cô bao nhiêu nha. Dạ. Cô đếm giùm con đi. 400. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cũng mừng vui. Cô có nhắn gửi gì với cụ ba ở Mỹ người đã tặng cho mình không? Cảm ơn cụ ba nhiều ở Việt Nam. Cảm ơn cụ ba đó nhiều. Dạ. Dạ. Thì cụ ba cũng chúc được cô ha. Bà mừng lắm. Dạ. Cụ ba cũng chúc cô ha. Dạ. Sẽ có buổi ăn cơm ngon cùng với gia đình trong những ngày sắp tới. Dạ. Và cũng chúc cô là bán được hàng hơn nữa nha. Dạ. Xin phép chào cô. Dạ, dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, cô bán gì vậy cô? Gạo cải. Bán gạo cải. Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 36 tuổi. 36 tuổi, dạ. Rau này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà cô? Dạ. Cái này mình bán ký hay nhiêu? Ký nó bó nó 10 ngàn. Dạ. Bà bán được phần nữa đi, tôi mua, tôi nấu phần nữa nè. Món ngon quá, có 10 ngàn hả? Dạ. Ngon mà ghé, mà lỡ ghé phải mua đó con. Dạ. Dạ. Cái này là dạ cái gạo gì con quên rồi? Tần ô. Hai cần ô, dạ. Người Bắc gọi là cải cúc, người dạ. Miền Nam gọi là tần ô. Dạ, hay quá cô. Cô biết tại tiếng người Bắc luôn. Ủa vậy? Dạ. Trung Nam thì tôi không ở hết trơn mà tàu lao chưa ở thôi. Hay quá trời luôn. Dạ, cỡ nào cũng tiếp hết phải không? Đúng rồi. Dạ, không có chạy cỡ nào người hết. Người Bắc tôi cũng nuôi tròn do mà người Nam tôi cũng nuôi tròn do mà người miền Tây tôi nuôi còn hay nữa. Mà nói chung đàn ông miền Tây chỉ có nhậu là hay. Dạ. Miền Tây cái chỉ nước nhậu là hay. Dạ. Ủa ai chồng nhậu không? Hả? Nó không có nhậu, nó hốt cái nhậu rồi. Còn hơn nhậu gì nữa. Nó không có rượu là nó không có ngủ đó. Nó hốt cái nhậu rồi, nó ghiền thì không có. Tại vì ngày nào cũng có lấy đâu ghiền. Chưa tới ghiền là có rồi. Dạ. Dạ, hợp lý. Nó mận thì ngại xuống, mà nó uống thì ngại lên. Cái sáng nó ghen kỹ năng không nổi, chiều bà mẹ nó nhâm nhi thêm được vài lít. Trời ơi, đọc thơ luôn đó. Rồi đi bỏ đít mấy cô nàng bi ôm. Rồi mới đem xuống, nó đi chôm đi chỉa. Sáng nó có cái khỉa để mà nó ăn. Hay quá, dạ văn thơ quá hay luôn cô ơi. Cô đọc rất là dần lái và rất là đúng đúng không ạ? À? Dạ. Tính ăn sống mà già. Em già nó còn già hơn em. Cái này mới ngon mà nó giả. Đúng rồi. Lúc chị mày bán mà vậy là nói mà nó đi. Chị bán á thì chị nói ngon mà em nghe thì em chưa già. Hai thằng ấy cứ cãi nhau cái sáng đó chị già. Giúp trước này nó nói. Dạ. Giúp trước không gà bông. Sáng này nó nắng quá hả? Dạ. Rồi nó quay phim kìa, tập trung chuyên môn đi. Dạ. Thôi đi chú Khán quay đi, tôi không có gạch nói chuyện, đừng quay đây. Dạ thôi, rồi thôi con chào cô. Dạ, đuổi thì thôi đi. Dạ. Dạ, con chào nội. Nội bán gì vậy nội? Bán ổi này. Dạ, ổi này là nội mua đi bán lại hay đồ nhà nội? Mua đi bán lại con ơi. Dạ. Hỏi này bây giờ nó bán bao nhiêu một ký nội? Có 5 ngàn hả nội? Dạ, hỏi dạ. Hỏi dạ. Bán 5 ngàn. Ghẻ quá vậy nội. Một ngày mà nó bán cái này á nội. Trời ơi, mà mình tới giờ bán chưa được 2 ký hỏi. Thế giờ bán được có 10 ngàn hả nội? Trời ơi, nghe thấy luôn quá trời. Bán sao bữa nay bán ấy dữ không biết. Dạ, mà bình thường nó mua vô nhiêu ký nội? Không có cái này biết sao. Dạ sao ạ? Con dâu nó lái đó rồi, rồi mấy cái giạc nó cho bán đặng mua đồ ăn ăn. Trời thương vậy đó hen. Dạ, nói năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nè? Năm nay 66 tuổi. 66 ha. Dạ, mà nó bán gì nó có lo cho ai không? Thì ở chung với ổng với hai đứa cháu nội với hai vợ chồng thằng bẻ ổi này nè. À dạ, là bốn người ha. Dạ. Thầy vừa biết ổi này hình như là ổi nữ hoàng rồi ha. Dạ, còn rau này là nó đi hái ha. Dạ. Dạ. Bữa nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Con hôm nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cụ ba ở tại Mỹ. Có một phần quà muốn tặng cho nội. Cụ ít lòng nhiều. Cụ ấy chúc nội sức khỏe và mua may bán đắt.
trong vài ngày sắp tới. Con thì ở cũng ở gần đây nhưng mà cụ ba ở Mỹ tặng cho nội. Dạ. Cụ ba đó quê ở đâu? Cụ ba đó thì cũng ở Việt Nam nhưng mà con cũng không biết là ở đâu nữa. Nhưng mà bây giờ thì nội đếm thử coi cụ ba tặng cho nội bao nhiêu. 400. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Vui. Dạ. Tự nhiên rồi có 400 ngàn rồi mừng. Dạ. Bán được cỡ 10 ngày ổi. Dạ, nghe thấy thương không? Dạ. 10 ngày quá chắc cỡ 5 ngày ổi mới dạ. Được nhiêu đây. Dạ, vậy nội có nhắn gửi gì với cụ ba không? Thì nói cảm ơn cụ ba. Dạ. Mong ơi, chúc cụ ba sống lâu lâu chút để dạ. Từ thiện cho người ta bạn. Dạ. Cụ ba cũng chúc nội giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ bán được hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. À, rồi con xin phép cho nội nghe. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ chào con. Dạ ngoại ngoại bán gì không ngoại? Ngoại bán rau cải nè con. Dạ rau cải này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay từ nhà ngoại? Mua đi bán lại rồi của con chồng vô ngoại bán luôn. Dạ. Vậy của ngoại rau cũng ít vậy đó hen. Dạ. Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Bảy mấy rồi con. 70 mấy ngoại. Ngoại 77, 78. 78 rồi. À. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Thì thấy cũng khỏe khỏe đi bán vậy cho vui đó con. Dạ, chúc mừng ngoại. Rồi. Dạ, mà ngoại bán sáng giờ được nhiêu rồi ngoại? Ngoại bán bữa vài trăm ngoài 50-70 nha. Dạ, ít vậy đó ngoại. Dạ. Hả? Ngoại trừ vốn ra thì ngoại còn lời được khoảng bao nhiêu? Chừng 20-30 vậy hả con? Dạ. Nếu mà ngoại lời ít vậy thì ngoại mua gì để mình ăn ngoại? Thí dụ sáng gì có người bán phụ đồ ra cho hủ tiếu ha, bánh ha, mì về bánh mì á con. Dạ, vậy là coi như là nội cũng phụ người khác nữa ha. Phụ thí dụ chợ. Bán gì người ta gửi đồ mà ngoại bán tiếp bằng ké của ngoại luôn á, ra đây ké luôn. Dạ. Vậy là coi như là có đồ của mình với đồ của người ta. Dạ, mà ông nội còn không... Ông nội mất năm nay 4 năm rồi con. Dạ, ông nội mất 4 năm rồi. Vậy là bây giờ hiện tại là giờ nội đang ở với ai? Ở với thằng trai Út. Dạ, người Út ha. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Dạ, mà thường thường mà nội bán như thế này thì một ngày là nội mua cái gì nội? Nội mua, có khi muốn ăn cá biển thì mua cá biển ăn, không dạ. Muốn ăn gì ăn thì nó mua đồ rẻ và ăn chứ mình không ăn đồ mắc được. Dạ, nghe thấy thương không? Tại vì mình không có thu nhập bao dạ, nhiêu phải không? Không có thu nhập nhiều á con. Dạ, bữa nay thì con chia sẻ với nội nghe. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Con thay mặt cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ có một phần quà tặng cho nội. Vậy nội mà cảm ơn con nhiều, con giúp đỡ vậy nội cũng mừng lắm. Dạ. Tại vì nội thì bây giờ thí dụ nội đi bán thì em cho có sức khỏe vui vẻ vậy chứ ở nhà thì nằm hoài nó mệt mỏi quá à. Dạ. Thì bữa nay dạ nội nhận đây. Cái bầu này được nhiêu ký nội? Bán trái vậy con. Dạ trái này được nhiêu nội? Dạ, phải chạy ghẻ luôn. Mà ta bán nội nói là nội ớn cái miệng luôn. Dạ. Nó đi thổi bọc đi thi lên. Cái con biết nhà ông bán vậy nói đi, mình thấy sợ mắt, người ta nói mình bán mắt à con. Dạ, nghe thương quá. Bán mắt cái gì nữa. Bán mắt nhất chợ. Dạ, vậy mà cũng có người cũng ủng hộ. Có người mua ủng hộ, dạ. Vậy đó, vậy nó có bùa. Dạ. Nói chứ đồ ngon, với lại con thấy nội sắp xếp rau rất là gọn gàng nè. Làm gì cũng sạch sẽ cho dạ, luôn. Sạch sẽ gọn vậy gàng. Vậy con biết không, về ngoại lặt lợi. Dạ. Ấy bó cho sạch sẽ hơn cho. Bó này nhiêu cô? 5 ngàn hả con? Dạ. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ, quá quý luôn. Dạ. Quá quý. Thì bữa nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay thì gặp nội là cái duyên. Có duyên gặp con. Dạ, con thay mặt cụ ba tặng cho nội một phần lì xì. Dạ, bây giờ nội đếm giùm con coi cụ ba tặng cho nội bao nhiêu. Dạ bao nhiêu ạ? 800 con. Dạ, cụ ba tặng cho nội 1 triệu. Dạ. Trong cái dịp mà cái duyên ngày hôm nay. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ nội vui dữ lắm, nội mừng quá trời đi bán buôn thì bữa có mấy chục ngàn mà nội nhận này được là nội mừng dữ lắm, nội vui. Dạ. Vui vẻ lắm. Nội có nhắn gửi gì với cụ ba không? Vậy cho nội nhắn gửi cụ ba, cảm ơn cụ ba nhiều và cụ ba giúp nội, nội mừng dữ lắm, nội cảm ơn cụ ba nhiều lắm. Dạ. Cụ ba cũng chúc nội ha, sẽ giữ gìn sức khỏe của mình và tinh thần lạc quan của mình dạ, như thế này. Dạ, tinh thần lạc quan mà nội bán buôn cho đâu vậy. Dạ, và cũng hy vọng là với tấm lòng cụ ba
sẽ đỡ cho nội trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Vậy nội cảm ơn cụ ba nhiều với con nhiều lắm. Cảm ơn nội. Dạ, con xin phép chào nội nha. Chào con. Em thấy cô này chắc cũng lớn tuổi rồi. Sẵn đây em cũng hỏi thử một vài câu. Dạ, con chào cô. Dạ cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán dưa leo. Dưa leo hả cô? Dạ. Dạ, dưa leo này của cô là cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Dạ, mua đi bán lại. Dạ, dưa leo bây giờ mua nhiêu một ký vậy cô? Mua tới 7-8 ngàn một ký rồi. Dạ. Rồi cô bán ra bao nhiêu? Bán ra 10 ngàn, 10 ngàn. Dạ, cô năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 68 tuổi. 68 rồi. Một ngày mà cô bán cái này á, mà nếu mà mình trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu cô? Còn được 50-60 nè. Ít gì hay cô hả? Dạ, có khi 40-50 đến chừng. Dạ, bây giờ sức khỏe cô như thế nào? Nó cũng không có được khỏe luôn á, ngày nào cô uống thuốc này kia cho. Dạ. Bởi thành ra ngày nào cũng có bán là để dành mua thuốc uống ha. Dạ, còn bác trai còn không cô? Dạ còn. Dạ, con cháu cũng còn đủ hết không? Dạ còn đủ. Dạ, vậy là bán ngày có mấy chục ngàn thôi. Thì cũng vất vả quá. Vất vả. Thường thường mà lời mấy chục ngàn thì cô sẽ mua gì để ăn cùng gia đình cô? Dạ mua cá, mua này dạng vậy đó. Dạ. Dạ. Sáng giờ cô bán được bao nhiêu rồi cô? Bán được cũng 40-50. 40-50. Có thấy cái bao tiền lẻ đó. Dạ. Dạ, thì bữa nay chia sẻ với cô nha. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Dạ, con cũng sẽ thay mặt cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Thì cụ ấy cũng muốn tặng cho cô một phần quà nho nhỏ để cho cô mua gạo ăn cùng với gia đình của mình. Cảm ơn. Dạ. Cụ ba. Đây là tấm lòng cụ ba. Cô đếm xem cụ ba tặng cô bao nhiêu? 400. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Dạ, cũng mừng dữ lắm. Dạ. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, con nhắn gửi về thăm cụ ba dịch nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Cụ ba cũng chúc cô ha, giữ gìn sức khỏe của mình và có một cái buổi cơm ngon cùng gia đình trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ. Chúc cô phục hồi sức khỏe nữa chứ. Xin phép chào cô nghe. Hình như cô hơi mắc cỡ con hay gì ha. Cô không dám nhìn con như. Dạ. Dạ con xin phép. Dạ, cảm ơn nội. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, cô bán gì vậy cô? Bán gạo này, bán trúng này. Dạ. Mấy cái gạo này là cô mua đi bán lại hay từ nhà cô? Có, cô nhà đi hái. Dạ. Cho đó. Dạ. Cái gạo này là gạo gì cô? Gạo cả là lá son gì đó. Là lá son giống Nhật phải không ạ? Dạ. Dạ, còn cái này là càng cua. Càng cua, dạ. Cái này là vị thuốc nè. Này mọc tự nhiên nè. Dạ, vậy là người ta cho cô hái, cô đi hái đó ha. Mình năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 65. 65, dạ. Rồi sáng giờ cô bán được bao nhiêu rồi cô? Trời ơi, cấp này ra bán ấy, sáng giờ bán được tới 20. Sáng giờ có 20 ngàn à. Mà nếu mà cô bán hết cái này mình được khoảng bao nhiêu cô? 40-50. Dạ, ít vậy đó hả? Mà ngày nào bán cũng hết không cô? Bán nó nhầm ngày, có khi bán chừng nữa 10 ngàn sách không sao bán nữa. Thế được quá. Dạ, mà cô bán gì á thì cô có lo cho ai không? Ở nhà với thằng trai Út. Dạ. Nó cũng đi làm với cả ông xã nhà. Dạ, và bác trai cũng còn. Dạ, mà khỏe không cô? Không, cũng khỏe. Dạ. Vậy là nếu mà cô bán á, như sáng giờ có 20 ngàn thì cô sẽ mua gì để ăn cùng gia đình cô? Thì mua cá, mua rau, cái này thì không có thì có mình đã mua lại đổ cái khác. Dạ. Dạ, mà mua ít quá có 10 ngàn 20 thì người ta có bán không cô? Có, 5 ngàn, 10 ngàn ta cũng bán hết trơn. Ta cũng bán hết trơn luôn. Còn gạo đâu cô có cô? Cũng vì tới mùa người ta bán đó, mình muốn á. À dạ, vậy thì đâu có được bao nhiêu ha. Dạ, con hiểu rồi. Cô bán con nhiêu đây thôi mà sáng giờ có 20 ngàn à. Dạ. Hôm nay ha, thì con chia sẻ với cô nghe. Bữa nay gặp cô là một cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cụ ba ở tại Mỹ, sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ, của ít lòng nhiều. Dạ, cô đếm xem cụ ba tặng cô bao nhiêu. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Dạ.
Cảm ơn chú. Dạ. Cụ ba chúc cô sẽ giữ gìn sức khỏe nghe. Và bán được hàng hơn nữa. Với có một buổi cơm ngon cùng với gia đình của mình. Trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại mới bán gì vậy ngoại? Bán ốc nè con ơi, với dạ. Rau. Ốc với rau hả ngoại? Ừ, với này à, có dạ. Nhiêu đó mà ế chết nè. Ế quá hả ngoại? Ừ. Ốc này bây giờ mình bán được nhiêu ký ngoại? Có 15 ngàn đó con ơi. Trời ơi, rẻ dữ vậy ngoại. Ừ. Mà ngoại mò bao lâu mới được nhiêu đây ngoại? Trời ơi, ốc mò từ 11 giờ cho tới 6 giờ luôn. 11 giờ trưa mà tới 6 giờ tối. 1 giờ chiều đó. À 1 giờ chiều. Tới dạ. 6 giờ được 4 kg. Có 4 kg. 4 kg là được có 60 ngàn. Ừ 60 ngàn. Dạ. Mà ngoại bán sáng giờ được mấy ký rồi ngoại? Bán được 3-4 kg rồi còn nhiêu đó. Dạ. Còn rau thì sao ngoại? Rau này hả? Dạ. Có 15 ngàn ký mà chưa được mấy rau. Dạ. Còn rau muống thì sao ngoại? Hai lọn là 5 ngàn nè. Hai lọn có 5 ngàn thôi. Ừ. Ờ, rẻ quá trời rẻ vậy ngoại. Vậy mà bán được. Dạ, dạ sáng giờ bán được có mấy chục ngàn không ạ? Có mấy chục ngàn. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70 rồi đó. Dạ. 70 rồi đó. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Đỡ. Dạ. Thì cũng bệnh hoài, uống thuốc ngày nào cũng uống thôi. Dạ. Không uống là mần không nổi. Dạ, vậy là ngoại bị đau nhất hả? Ừ, đau nhất giờ cắn. Dạ. Ừ. Vậy là ông ngoại vẫn còn. Ờ, ổng dạ. Cũng còn, ổng cũng gần 70 rồi, ổng 69 tuổi rồi. Dạ. Ổng tương khỉ tao tuổi ngùa con dê đó. Vậy là ngày xưa là ngoại thích lái máy bay phải không? Dạ. Ổng này là ổng mò chứ ngoại đâu mò được. Dạ đúng rồi. Đây nè, ổng đắng nè. Dạ. Ngoại bán cái này thì ngoại có lo cho ai nữa không mày? Không, có hai chồng già đó. Dạ, còn con cái lớn hết rồi không mày? Cái lớn đi mận rồi, sống hết. Dạ. 15 ngàn à, nói thiệt á. Dạ, quá trời rẻ rồi. Bây giờ mua nhiêu còn đây nữa mẹ, mẹ cởi nữa hả? Đây nè, mẹ mua rồi mà sao bỏ đây rồi bộ bà không có tiền, bà đi bỏ quên hay gì vậy? Bán một cái hàm là hôm qua tao hỏi quá trời, hôm qua đi đám cưới. Hôm qua không có ốc bà, lo tôi kiếm mua. Dạ. Ốc này ốc đắng hả ngoài? Dạ. Ủa, sông của mình là không có ốc gạo không ngoài? Không. Dạ. Dạ. Dễ ăn mà. Nói em tao bán 20 không đó bà nội, mà bán gì mà rẻ, nó đụng mẹ rẻ không ai mua nữa mà. Bán rẻ mà còn không ai mua nữa. Không mua đó rồi bán mất. Dạ. Vậy là 1 kg mà nhiều dữ vậy hả ngoại? 1 kg đó. Dạ. Rồi này người ta đặt ngoại người ta quên lấy thì rồi nè. Ờ, ta đi về luôn hay gì rồi. Chắc người ta quên hay sao rồi. Rồi. Dạ rồi, giờ đổ ra không mày? Đổ ra bán. Dạ. Đổ ra giờ mất hết cái bọc rồi mày. Kệ. Bán mà tính quá ai mua. Dạ bán đúng. Mà mày tính quá ai mua. Dạ đúng, hợp lý. Dạ. Ủa mà người ta trả tiền chưa mày? Hả? Ta trả chưa. Tiền chưa? Chưa luôn hả? Ừ chưa, chứ dạ. Phải người ta trả được. Người ta đâu có trả đâu, người ta này 4 kg hả ngoài ha? Không có đâu, cái này có 2 kg mấy mà. 2 kg mấy, này có như là hơn 30 ngàn thôi. Ừ. Dạ. Dạ. Sao ra con thấy mấy con ốc này nó đẻ nhiều quá ngoài ha? Ờ, ốc này thì nó đẻ nhiều hơn ốc bông bu. Dạ. Bởi thành ra tại sao mà ngày nào mình đi mò cũng ra. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Ừ. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con thay mặt một cụ, đó là cụ ba nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Ừ. Có một phần quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì con của ít lòng nhiều. À. Dạ, thì đây ngoại đếm thử rồi cụ ba tặng cho ngoại bao nhiêu. Trời ơi dữ vậy. Ngoại dạ. Cảm ơn con nhiều lắm đó. Dạ. 2 3 4 5 6 700. Dạ được bao nhiêu ạ? 700 ngàn. Dạ.
bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Trời ơi ngoại vui lắm đó, già mà chứ không mà mấy bà cụ bển nghĩ tình ngoại về cho ngoại về ngoại mang ơn dữ lắm nghe. Dạ. Cụ ơi cho con vậy mang ơn lắm nghe cụ. Dạ. Cụ ba cũng tám mấy tuổi rồi. Đó, dạ. Con nay 70 rồi. Dạ. Cụ ba bà thương con cháu về bà cho con cảm ơn nhiều lắm nghe. Dạ. Mấy bà ở bển rất mạnh khỏe nghe. Dạ, cụ ba chúc ngoại ha, sẽ luôn lạc quan vui tươi như thế này. Dạ, giữ gìn sức khỏe của ngoại. Dạ, và bán được hơn nhiều hơn nữa. Dạ. Với có một vài buổi cơm ngon cùng với gia đình. Dạ. Trong ngoài phải thời gian sắp tới nha. Chết mà bệnh hoạn ổng cũng vậy, gán mò mình sống chứ. Dạ. Ổng là không mò lấy gì sống, dạ. Bệnh đau hoài quỷ. Trời, dạ. Vậy cảm ơn con nha. Cảm ơn ngoại. Thôi con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn mấy cụ bến nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Tội nghiệp. Ngoại không tin mà cứ tiếp im đại hoài. Dạ, xin phép chào ngoại. Dạ, đủ mua thuốc uống. Cô này chắc cũng có lẽ cũng lớn tuổi quá. Dạ, con chào cô. Dạ, mình năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cô? 36 ha. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Cô bán rau vậy nè, rau vườn vậy nè. Dạ. Trồng rau bán. Mấy cái này là cô đồ nhà hả cô? Đồ nhà không à. Dạ, thì sáng giờ hình như con thấy cô bán gần hết rồi ha. Ừ, bữa nào cắt, bữa nào bán bữa nấy. Dạ, sáng giờ bán này thì được nhiêu cô? Cái vài chục ngàn. Ít vậy hả cô? Ừ, dạ, là nhiêu đó đủ sống hả cô? Dạ, nhưng mà cô dự định là sẽ ăn gì cùng với gia đình sau khi mà bán hết đồ về? Thì bây giờ cũng như mình mua 7 cá rồi về ăn vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi bình thường là cô bán vậy thì cô có lo cho ai nữa không cô? Có đó, có đường với cho nội, dạ. Con đi làm á. Dạ. Ừ. Còn bác trai thì sao cô? Bác trai thì đi tụng kinh. À tụng kinh, ừ. Dạ. Thì là mình thì bán rau, bác trai thì tụng kinh. Ừ. Dạ, coi như sống ở đời này là quá lương thiện rồi. Dạ, vừa người ăn chay người tụng kinh. Dạ, dạ con hiểu rồi. Thì hôm nay gặp cô là một cái duyên nha. Dạ, thì bữa nay con cũng sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là cụ ba ở tại Mỹ, sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ, cụ ít lòng nhiều. Thì cụ ấy cũng mong muốn là với tấm lòng cụ ấy sẽ giúp đỡ cho cô được ví dụ như vài ký gạo hoặc là vài bữa ăn ngon cùng với gia đình trong khoảng thời gian sắp tới. Đây là tấm lòng của cụ ba, con thay mặt cụ ấy tặng cho cô. Vậy cô cũng xin cảm ơn nha, cũng như là từ nhà tài trợ. Dạ. Ở bên Mỹ hả? Dạ, cụ ba ở Mỹ. Cụ ba ở Mỹ, cô cũng xin cảm ơn cụ ba. Dạ. Cũng như có lòng hảo tâm để giúp cho những người cổ ở dạ. Việt Nam mình á. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cô đếm xem cụ ba tặng cô bao nhiêu? 4 chồng. Cụ ba chúc cô duyên sức khỏe và ngon miệng cùng gia đình nha. Dạ, con xin dạ. Phép chào cô. Chào cụ ba luôn. Dạ, cảm ơn cô. Ở đây thì bờ kè này đang được làm này cô chú anh chị. Cá này cá sông đó chị. Nghe đi đổ 12 chiếc cá này. Cảm ơn anh. Ở đây cũng có một cái bến xà nhỏ. Dạ không. Con đáng lẽ con đi rồi mà con thấy con ăn bánh mì không, con chịu không nổi. Nó ăn cái gì không? Trời ơi, thấy thương không? Không có tiền ăn hủ tiếu hay là ăn cơm gì hết hả cô? Tiền đâu ăn, cậu phải bán bao nhiêu giả cả ăn hết tiền đâu gì ăn gì. Trời ơi, nghe thấy thương quá. Rồi cô ổ mua ổ mì không hết nhiêu cô? 2 ổ 5 ngàn. Rồi cô ăn bao nhiêu ổ? Thì ăn có 1 ổ đó.
Dạ, là sáng ăn ngổ. Còn ngổ kia cô để chừng nào ăn cô? Chưa đói bụng ăn 8 chưa đâu. Dạ, cô cũng mua mì không nữa cô. Trời ơi, sao bà con đây khổ dữ vậy nè, ăn mì không không vậy nè. Còn mấy muốn chết luôn cô thấy không? Dạ, cô bán con nhiêu đồ đây đấy hen? À, con nhiêu đồ. Dạ, đồ này của cô mua bán lại hả cô? À, dạ. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay cô được 59 tuổi rồi. 59 ha. Ừ. Một ngày mà cái này nếu mà cô bán mà hên lắm, mình trừ vốn luôn còn được nhiêu cô? Lời khoảng 30 ngàn à. Trời ơi. 30 ngàn, có dạ. 40 ngàn. Dạ, đó là hên lắm đó hả? Ừ. Còn bữa nào mà xui xui? Không có tiền luôn. Trời ơi. Chú thấy đây nè, vắng que, chú thấy chợ mà vắng vậy đó rồi sao chú thấy buôn bán gì? Bởi vậy. Bởi thành ra không có được bao nhiêu. Bây giờ ai cũng eo hẹp, không có tiền nhiều cậu dạ. ơi. Hay ăn bánh mì không, ngày lời có nhiều khi có 20-30 ngàn, đâu có đủ mua tô hủ tiếu đâu. Ờ, ăn hủ tiếu hết rồi tiền đâu, về nhà mua cá, mua mắm cho con cháu đồ ăn. Dạ, vậy là bây giờ là cô đang ở với ai? Hai vợ chồng với thằng cháu ngoại. Dạ. Với nhỏ gái, nó thôi chồng đó. Dạ. Về nó ở đó rồi nó đi bằng công ty. Tháng lúc này công ty nó cũng nghỉ hoài, cậu ơi, không có tiền nhiều. Dạ. Bởi nó tháng có mấy triệu rồi con nó nuôi cháu nữa chứ. Rồi cháu luôn á. Cái vốn này nếu mà theo cái vốn của cô bỏ ra để mua bán vậy thì bao nhiêu tiền cô? Cỡ 150-200 ngàn à cậu ơi. Không có nhiều. Vốn bích dữ vậy hả cô? Đâu có tiền đâu mua cho nhiều cậu. Dạ nghe thương không. Trời thôi hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay là con cũng muốn chia sẻ với cô. Dạ. Bữa nay con cũng sẽ thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cụ ba, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Cụ ấy cũng 80 mấy tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà cụ ấy thì cũng rất là thương những cái hoàn cảnh khó khăn mà có tuổi ở tại Việt Nam. Dạ. Bữa nay con thay mặt chị ấy, cụ ấy tặng cho cô phần quà. Dạ. Ha. Dạ. Cô nhận, cô đếm thử xem cụ ba tặng cho cô bao nhiêu. Dạ cụ ba tặng gì? Dạ bao nhiêu ạ? 400. Dạ. Con ở gần không nè, hốt 2 ký ốc về ăn con. À dạ con dạ. Ở xa mà con dạ. Bây giờ con đi lên An Giang lận thành ra dạ. Ngoại thông cảm giùm con. Tưởng đâu con ở gần đây. Cụ ba dạ. Tặng cho cô. Cảm ơn ngoại. Cô cảm ơn cụ ba. Dạ. Ở ngoài nước ngoài quà tặng cho cô là cô rất cảm ơn. Dạ. Dạ. À dạ không được, nó chết. Dạ. Chết thúi hết à. Dạ, còn bữa nay mình nhận được phần quà mình cảm giác thế nào cô? Mừng nhiều lắm luôn. Dạ. Đâu có lời khi nào được nhiều đâu cậu. Dạ. Thì con cũng hy vọng là cụ ba với tấm lòng cụ ấy sẽ giúp cho cô có một vài bữa ăn ngon cùng với gia đình của mình nha. Dạ. 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 Chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ, cảm ơn cụ ba nhiều. Dạ. Rồi thôi con xin phép dạ, cho cô nghe. Cảm ơn cụ ba nha cụ ba. Dạ. Thấy cô này cũng thấy thương quá, thôi qua thăm cô này luôn. Cô này chắc cũng ăn bánh mì không hả cô? Dạ, con chào cô. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 62 tuổi. 62 hả cô? Bây giờ sức khỏe cô như thế nào cô? Cô cũng ở nhà của mình đi bán rồi con đi làm hết trơn. Cô ở nhà của mình. Cô thấy cô hơi ốm mà không biết cô có bị bệnh gì trong người không cô? Cô cũng mất ngủ. À mất ngủ. À mất ngủ mà thành ra là nó mau sụt cân lắm. Dạ. Mà cô bán là cô đang bán gì vậy cô? Bán rau ở đây. Dạ. Rau muống, rau. Dạ. Mấy cái này mà một ngày mà nếu mà cô trừ hết luôn cả cái vốn của mình thì còn được bao nhiêu cô? Có 20-30 ngàn đủ mua cá ăn, còn như đám tiệc thì nhiều khi sinh con nó cho chứ cô ở nhà của mình à. À, à vậy đâu ông xã cô không có hả? Cô có ông xã, thôi chồng mà nó 20 tuổi bây giờ. Dạ. Sáng giờ cô bán được bao nhiêu rồi? Bữa nay bán ế chết còn nguyên nè. Trời ơi vậy hả? Sáng giờ còn y thinh luôn hả? Cô dùm bán đi. Trời ơi thấy thương dữ vậy nè. Dạ. Dạ. Bởi vậy thấy ai cũng khó khăn hết trơn. Rồi thôi hôm nay thì con chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô cũng là một cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép cụ ba làm một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì nãy giờ cụ ấy. Dạ. Cái kinh em tên gì? Cái kinh của con là Khương Nhật Minh. Cô ăn Khương... thiệt luôn. Dạ. Khương Nhật Minh này hôm đó giờ con hoài đi quay dài ở Vĩnh Long mà đi du lịch phát gì tùm lum ra đây nè. Vậy hả? Mày biết trong điện thoại hả? Ông lên điện thoại nói chuyện dễ thương. Dạ. Thì hôm nay là cụ ba gặp cô là cái duyên. Dạ. Thì con cũng sẽ thay mặt cụ ấy tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ nghe. Thì cụ ít lòng nhiều, cụ ba cũng hy vọng với tấm lòng cụ ấy sẽ đỡ cho cô trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ thì đây là tấm lòng cụ ba tặng cho cô. Dạ cô đếm xem được bao nhiêu.
Dạ. Vậy là cô cũng cảm ơn cụ ba bên Mỹ. Dạ. Rồi cái cụ ba đó bao nhiêu tuổi vậy con? Dạ cụ ba 80 mấy tuổi rồi. 80 mấy tuổi gì dạ. Hỗ trợ cho mình rồi đó. Dạ đúng rồi. Bữa nay cô nhận được phần quà của cụ ba, cô cảm giác như cô thế nào? Vui. Cụ ba chúc cô ha, dạ. Sẽ có buổi ăn ngon trong vài ngày sắp tới. Dạ cô ha. Dạ để coi ăn bánh mì không nữa nha. Dạ rồi thôi con xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ cô cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt đi. Dạ. Cô năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 61. Dạ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ, có bữa 70-80 tờ. Dạ. Cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Có thằng con nó bị khuyết tật đó chú. Dạ. Dạ. Là bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó hả, bây giờ nó 18 tuổi mà nó không biết mặn gì hết trơn. Anh ấy thì bị khuyết tật ở đâu cô? Không có con, thằng con bị khuyết tật. À thì con cô bị khuyết tật ở chỗ nào? Nó bị khuyết tật là nó bị bẩm sinh não, nó không có mà tiếp thu với người ta. À nhưng mà tay chân thì tay sao chân cô? Thì bình thường. Vậy là coi như là bị não. Thần kinh thôi ha. Dạ. Dạ. Rồi ông xã cô còn không? Còn mà ông cũng đi bán vé số. Dạ. Là một ngày là hai vợ chồng bán được nhiêu tờ cô? Bán có nữa không? Thì được 100, có bữa 70-80 tờ, tại vì không có số nhiều. Dạ. Có bữa thứ bảy thì mấy số được nhiều. Dạ. Là 100 mấy tờ. Vậy là cô bán cũng ít vậy đó ha. Dạ. Thôi bữa nay gặp cô là một cái duyên ha. Dạ. Con cũng sẽ xin cụ ba. Dạ. Tặng cho cô 10 kg gạo. Dạ. Thì cụ ít lòng nhiều nha. Dạ. Cụ ba cũng chúc cô giữ gìn sức khỏe và muôn may mắn đắt nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cảm ơn. Dù cô có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ nói cụ ba cảm ơn cụ ba. Dạ. Và phù hộ cho mấy người khuyết tật đồ này kia có tiền. Cảm ơn cô. Dạ cụ ba chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ, dạ. Xin phép chào cô nha. Dạ. Rồi con chào mấy cô nha. Chào chị. Dạ. 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 Bây giờ chú sáng giờ có mấy cái cá cơm á. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 71 rồi. 71 rồi hả? Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Dạ, bán bữa bao nhiêu nhiêu. Dạ. Dạ. Mấy cái này. Dạ. Cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ dạ, nhà? Mua đi bán lại cậu. Dạ, cái này người ta gọi cái gì ngoại? Cá phèn á cậu. À cá phèn dạ. Còn cá con này à? Rồi bữa mua vài ký. Cái này cá gì ngoại? Cá cơm. Dạ con cá này ngoại. Dạ, cá cơm nhỏ. Dạ. Rồi mày cắt ra vậy đấy ha. Bữa nay cắt bán vậy mà bữa nay bán được có 30 ngàn. Sáng giờ bán có 30 ngàn. 30 ngàn cá cơm bự. Dạ. Con cá nhỏ này nó bán được ký mấy. Dạ còn dạ. Cá phèn bán được không mày? Bán được có 300 gram. Dạ. Sáng giờ mà nếu mà trừ vốn luôn mình còn được bao nhiêu mày? Không chưa đủ vốn nữa không? Chưa đủ vốn nữa. Cần 2 ký. Được coi. Ờ bán ngay cái này có 1,5 ký mà bán có 300 gram. Dạ. Còn ký mấy nữa? Nếu mà một mâm này của ngoại là vốn hết bao nhiêu ngoại? 200 mấy nè cậu. 200 mấy. Dạ, trời ơi, rẻ dữ vậy hả ngoại? Dạ mà bán sáng giờ chừng cái này để coi 30 ngàn. Dạ. Cái này 24 ngàn. Dạ. Cái này 3 mấy ngàn. Dạ. Bán có nhiêu đó. Ờ rẻ quá. Dạ. Mà mấy nữa. Mà ngoại bán như vậy thì ngoại có lo cho ai không? Dạ mà sống của mình à. Dạ. À, không có lo ai hết. Ông ngoại còn không ngoại? Dạ không, mất lâu lắm rồi cậu. Dạ còn con cháu của ngoại thì như thế nào? Dạ. Đứa nào cũng ở riêng hết trơn. Dạ. Dạ. Rồi ngoại bán bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng khỏe cậu. Dạ chúc mừng ngoại. Dạ. Bây giờ chỉ có mua bán là khó khăn thôi. Dạ. Dạ nhưng mà sức khỏe còn thì mọi cái mình kiếm nhiều sống nhiều. Dạ. Dạ coi như gói ghém đó. Đúng là khỏe mình bán hoài, còn mình có đau bệnh thôi chứ sao giờ. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con sẽ xin phép cụ ba. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Cũng sẽ tặng cho ngoại một phần quà nha. Dạ. Thì cụ ít lòng nhiều nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng cụ ba. Dạ. Dạ, ngoại nhận và ngoại đếm thử thì cụ ba tặng ngoại bao nhiêu? Dạ. 200 3 4 500 cậu. Dạ. Ơ con cảm ơn. Ở chị gì cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, nhắn gửi cảm ơn cụ ba nhiều. Dạ. Cậu ba hả? Dạ cụ. Cụ ba. Dạ. Ổ ổn già lắm hả cậu? Dạ, dạ cụ ba cũng 80 mấy rồi. Dạ mà còn có tiền cho đi bố thí vậy đó hả? Dạ đó, bởi vậy thành ra đó là cái tấm lòng cao quý đó. Dạ. Của những người lớn tuổi ở xa quê hương. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều á cậu nói với cụ ba nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Cụ ba chúc ngoại với mình sức khỏe nha. Dạ, dạ. Dạ hy vọng là ngoại sẽ có những buổi cơm ngon. Dạ. Trong vài ngày sắp tới. Dạ. Dạ. Mình xin phép cho ngoại nha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cậu. Anh cho em hỏi cái ví dụ cái này là quay cũng tiền
nhiêu hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì con bé của em nó bệnh tưởng đâu có quay mà lên chương trình, con bé em bị não. Dạ, bởi vì phải tùy duyên mới được. Dạ, phải gặp mới là cái duyên. Dạ. Dạ, rồi xin phép chào mấy cô mấy chị nha. Chợ gì thấy người bán không à? Không thấy người mua. Dạ, thấy thương quá. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 55 cân. Một ngày cô bán được nhiêu tờ cô? Cô bán được 80, có khi 100 á cân. Dạ, mà hình như mình đứng hơi sai chỗ. Từ 2 cháu mình lại đây. Dạ, mà cô bán về cô có lo cho ai không? 20 ngàn. Lo cho một bà già thôi à. À, cô không có gia đình hả? Cô có mà không có con rồi đó, sao không được, nó chết hết trơn. Rồi bây giờ ông xã cô còn không? Cũng còn, ổng đi mần đó. Dạ. Vậy là gia đình là giờ mình chỉ nuôi mẹ thôi. Ừ. Dạ. Mà ở đây thường thường cô có hay nhận được mấy cái phần quà của nhà hảo tâm không? Không. Ít có người tặng ít có người lắm cơ. Dạ, thí dụ một năm cô được mấy lần? Cũng nhiều khi có một lần với hai thôi à. Dạ, dạ. Tại vì ở đây cũng ít có... Thôi khó đó cưng, dạ, ở đây rồi. Khó khăn khó chết khăn. Dạ. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên nha. Đúng rồi, cái duyên đó cưng. Con sẽ xin phép cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ thì tặng cho cô và gia đình 10 kg gạo he, thì cụ ít làm nhiều. Đúng rồi cưng, cụ ít làm nhiều cưng. À, cụ ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, ngon miệng. Cô cũng cảm ơn cưng nha. Dạ. Cô cảm ơn nhiều. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cô mừng lắm luôn á, mừng lắm thiệt. Dạ. Nghe. Dạ. Mấy bằng bán mấy trăm tờ giấy số vậy nè mới được. Dạ đúng rồi. Cô có nhắn gửi gì với cụ ba không? Cô chúc cụ ba dồi dào sức khỏe và dạ. Sống lâu trăm tuổi. Dạ. Mạnh giỏi hoài chứ. Dạ, cụ ba chúc cô mua mai bánh bát nghe. Ừ. Dạ, ngon miệng cùng gia đình. Ừ. Dạ. Cô Hạnh cảm ơn kinh nha. Dạ, dạ. Xin phép cho cô nghe. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Ta thấy gì mình bán người ta muốn mua người ta ăn người ta mua người ta ăn chứ ở đó mà mời gì mời ta cũng không mua người ta không thích. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 70 tuổi chẳng. Bác 70 ha bác. Trời nhìn bác còn khỏe lắm luôn á. Dạ. Dạ. Bây giờ bệnh hoạn mà không nổi. Dạ bác. Bác đang bán gì vậy bác? Cái đó nè. Ủa bác bị mổ hồi nào vậy? Mổ hồi năm 61 tuổi. À, mà bác mổ gì ở? Bao tử. Dạ. Là ngày xưa là mình bị bệnh bao tử hả bác? Còn bây giờ bác lành chưa? Lành rồi. Lành rồi. Lành rồi chứ mới còn sống chứ không lành là chết rồi. Dạ nếu không lành thì đâu gặp ở nhau ở chợ này phải không ạ? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là mình đang bán gì vậy bác? Thì cũng bán cái này nọ rồi kiếm sống qua ngày chứ đâu có mặn muốn gì nổi đâu. Thường thường mấy cái này con hay thấy là phụ nữ bán mà sao bác là... Rồi tại vì vợ đi bán cá nữa. À dạ. Mua cá rồi làm đó, mình đi làm đó mình bán kiếm tiền sống qua ngày. Rồi sáng giờ bác bán được bao nhiêu rồi bác? Trời ba sáng giờ bán có nhiêu đó, bán đâu được mười mấy 20 ngàn gì. Dạ. Rồi sáng giờ bác ăn gì bác? Sáng ăn cái bánh bánh gì? Bánh cam. Bánh cuốn. À. Bánh cam. Dạ. Bánh đó nhiêu tiền bác? Có 10.000 bốn cái. 10.000 bốn cái, dạ. Là ăn cái đó là đủ rồi bác hả? Đủ dạ. Sống rồi. Chứ đâu có dám ăn hủ tiếu không bác? Dạ, đâu có. Ăn hủ tiếu người ta có tiền người ta mới ăn vậy. Chứ còn mình không tiền, mình ăn vậy gì nó đỡ vậy thôi. Dạ. Mà bác gái rồi con cháu của hai bác như thế nào ạ? Nó cũng có chồng ở trên rồi, có riêng hết rồi. Vậy là đi hết rồi. À, giờ dạ, hai chồng già sống. Dạ, là hai vợ chồng của bác một ngày kiếm được 100 ngàn không bác? Có bữa hên xui, bữa thì đồ nhiều thì mình trên được, trên 100. Dạ, còn bữa nào đồ ít? Dạ, đồ ít thì 50-60 ngàn, 40 ngàn không chừng. Được. Bao nhiêu đó là đủ sống một ngày rồi hả bác? Dạ. Thấy bác cũng lạc quan quá. Nói chung thì những hoàn cảnh khó khăn thì cô chú anh chị thấy là người ta gói ghém dữ lắm luôn. Dạ. Thì thôi hôm nay gặp bác là một cái duyên nha. Con cũng sẽ xin phép là thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cụ ba, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì trong cái dịp cái duyên này thì cụ ấy cũng tặng cho bác một phần quà. Ha. Thì cụ ít lòng nhiều. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cụ ba. Dạ. Bác đếm xem cụ ba tặng cho bác bao nhiêu. 500. Dạ, bữa nay bác nhận được phần quà này bác cảm giác như thế nào? Vậy là cô đỡ kiếm mấy bữa nè. Dạ. Cảm ơn những nhà hảo tâm. Dạ, bác có nhắn gửi gì với cụ ba không? Người đã tặng cho bác đó. Thì giờ cho cụ ba thì cũng chúc cụ ba mình khỏe vui vẻ lại để làm ăn để phục vụ cho người khác, dạ. Ủng hộ cho người khác nữa. Dạ, thì cụ ba cũng chúc với bác ha. Dạ. Với tấm lòng của cụ ấy sẽ giúp cho bác cũng như vợ bác.
đỡ vất vả hơn trong 10 ngày sắp tới. Dạ dạ. Dạ. Ừ. Cảm ơn. Dạ, xin phép chào bác nha. Dạ. Đi con nó bị bệnh não nó bán cá đó. Để anh cho cái chị đỡ nó lá nghèo nữa chứ. Chồng của chị bị tai biến con chứ có u thiệt ở đây ai cũng dạ. Làm chứ. Dạ, như là nguyên chợ là đều ủng hộ dạ, là giúp chị đó phải không? Dạ. Ở chợ. Nhỏ đó nó chồng nó bị tai biến rồi con nó bị bệnh não nữa. Rồi thôi thì nguyên chợ đã góp ý rồi thôi quyết định là em sẽ hỗ trợ nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ, này không biết chào cô hay chào chị đây. Em mới có gần 50 tuổi rồi. Gần 50 rồi chào chị ha. Dạ. Dạ chị ơi, chị đang bán gì vậy chị? Em bán cá. Dạ. Cá này là chị mua đi bán lại hay đồ nhà? Bán lại cân của mấy chị này nè. À dạ. Em bây giờ mà chị bán cá chê là bao nhiêu một ký? Cá chê này vậy em bán 40. 40. Dạ cũng quá rẻ rồi. Dạ. Mà ở đây sao bà con thấy thương chị lắm, hoàn cảnh gia đình chị như thế nào? Dạ con em chị nó bệnh. Dạ, bị lâu bao lâu rồi chị? Nó bị năm nay 10 năm rồi anh. Chị có bao nhiêu bé lận? Hai. Đứa lớn bị hay đứa nhỏ bị chị? Đứa lớn hồi bệnh năm 11 tuổi, năm nay nó 21 tuổi rồi. Còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ 10 tuổi rồi. Đứa nhỏ thì 10 tuổi, đứa nhỏ bình thường không chị? Dạ bình thường. Mà hai đứa trai gái thì đủ không? Gái hết trơn. Hai đứa gái hết. Rồi ông xã chị bị gì? Anh bị tai biến. À bị bao lâu rồi chị? Bị 2-3 năm nay ạ. À vậy là mới bị đây. Còn ngày trước thì ông xã làm công việc gì vậy? Dạ anh ở nhà anh cũng bằng phụ em mà giữ mấy con thì em đi buôn bán vậy đó. Dạ. Bởi thành ra là bây giờ thì tai biến thì đâu làm gì được ha chị? Dạ cũng như giờ uống điều trị được mà anh đi đứng được chứ không có phải nằm một chỗ nha. Dạ. Vậy là cũng coi như là bây giờ thu nhập là hoàn toàn phụ thuộc vô chị hết. Dạ là nguyên cả gia đình luôn. Mà sáng giờ chị bán được bao nhiêu rồi? Sáng giờ em cần có mấy ký cá chê với mấy ký cá phèn mà bán rẻ vậy chưa đủ vốn. Dạ. Còn y sinh hết trơn luôn. Dạ. Nếu mà thường thường mà bán không được như thế này thì chị mua gì để ăn cùng gia đình? Thì có gì ăn lấy cá ấy đem cá về ăn anh. Dạ. Còn nếu mà hết vốn thì sao? Hết vốn hả? Hết vốn mấy chị này cho thiếu. Trời ơi, vậy là coi như người ta thương chị vậy đó ha. Dạ. Mà theo chị là vốn cái này của chị là bao nhiêu vậy? Thì bữa em cân tùy theo mấy chị nhiều đồ thì mấy chị cho em thiếu 1 triệu, trên 1 triệu, từ dưới 1 triệu tùy theo cân á. Dạ. Dạ. Coi như cũng vất vả cho chị quá ha. Dạ. À, bây giờ là coi như là 4 người là trông cậy dùng mình chị. Mà chị có cho đứa nhỏ đi học không? Dạ có. Dạ, vẫn cố gắng cho đi học. Dạ, năm nay nó lớp 3 rồi. Chị đóng hết bao nhiêu tiền mỗi đầu năm? Đóng lần 600 mấy. Dạ. Chưa kể là tiền quần áo sách vở nữa phải không? Dạ. Rồi thấy coi như bà con giới thiệu là coi như là bà con thương chị lắm đó. Anh biết sao không? Ai mà từ thiện nha, mấy anh em xin hết trơn luôn. À, dạ. 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 Con chỉ bệnh là con. Thiệt chứ mấy anh em cũng không có bà con chân như ở chợ vậy thôi anh. Dạ, nhưng mà chủ yếu mình hiểu ha. Em có lên cái túc của anh em coi đó. Em có coi bỏ em biết, anh đi dạ. Chợ này cho kêu qua anh đi qua chợ Tâm Bình đó. Dạ. Long Hồ ở Tâm Bình. À đúng rồi, dạ đúng rồi. Hôm qua phát gạo với chợ Long Hồ. Dạ. Dạ rồi, thôi thì hôm nay gặp chị là cái duyên. Cái vấn đề quan trọng nhất là bà con ở đây yêu thương chị. Thành ra là em mới biết hoàn cảnh. Chứ em là một người ở xa thì em chỉ biết người già em mới lại thôi. Còn người trẻ thì em không biết hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà phải nói ngày hôm nay chị nhận được phần quà của nhà hảo tâm là tấm lòng của bà con ở chợ yêu thương chị đó. Thì bữa nay em sẽ thay mặt cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho chị một phần quà. Thì cụ ít lòng nhiều thôi, thì nó cũng không có quá nhiều, tuy nhiên cũng sẽ giúp đỡ được cho gia đình của chị có một vài bữa ăn ngon ha. Thì đây là tấm lòng của cụ ba tặng cho chị. Dạ, chị đếm xem cụ ba tặng chị bao nhiêu. Dạ, bữa nay chị nhận được phần quà chị cảm giác như thế nào? Dạ, em vui, em mừng lắm, cảm ơn cụ ba rất nhiều. Dạ, thì cụ ba cũng hy vọng con chị sẽ phục hồi được phần nào sức khỏe nha, cũng như là ông xã của mình để đỡ hơn ha. Dạ, chúc chị bán được hơn tí nữa nha. Dạ, thôi chị giữ gìn sức khỏe, xin phép chào chị. Dạ, không quên chị nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, em cảm ơn cụ ba rất nhiều ạ. Dạ, rồi xin phép chào chị nha. Dạ. Dạ, được rồi. đừng tặng gì cho em hết á, tại vì tặng cho em cũng lấy em tặng người khác à. Người ta hỏi gì kinh cái gì luôn, tức gì của cưng là cái gì phải cưng quay lên làm qua xa đét không? Dạ, kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Thì mấy cái đó con cũng có quay nữa đó. Có người ta mới hỏi thăm người gì hỏi. Dạ thôi sẵn đây thì làm có duyên luôn. Em tại vì em nuôi 2-3 đứa con nữa. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 44 rồi. À, bây giờ một ngày chị bán được nhiêu tờ? Con trăm tờ chứ 70. Chị có mấy bé lận? Dạ bé học đang học lớp trời. Đứa kế nữa? Đứa kế học lớp 12 rồi. Đứa kế nữa? Dạ
đi làm mà không về. À dạ, con ông xã chị như thế nào? Có bị gì vậy chị? Bị tai biến. À, bị lâu chưa chị? Dạ lâu rồi. Dạ. Thôi bữa nay gặp chị là cái duyên. Thôi em cũng xin phép cụ ba tặng cho chị 10 kg gạo ha, của ít lòng nhiều. Cụ ba chúc mấy mẹ con chị ngon miệng nha. Dạ, đây là tấm lòng của cụ ba. Bữa nay chị nhận được phần quà này chị cảm giác như thế nào? Thật sự là vui. Chị có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, cảm ơn cụ ba nhiều. Rồi cho chúc sức khỏe, dồi dào sức khỏe cụ ba. Cụ ba cũng chúc gia đình chị ngon miệng trong vài ngày sắp tới nha. Dạ, xin phép chào chị. Dạ, đi mua gạo ăn là được cả tháng trời rồi đó. Dạ. Nãy giờ chưa bỏ tiền vô túi nữa hả bác? Mừng quá cầm hoài dạ. 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 Ngoài bán gì ngoài chợ vô ngoài? Bán cá. Ngoài bán cá hả? Mà còn cá không ngoài? Mới hết rồi. Mới hết hả? Ngoài năm nay mình bao nhiêu tuổi ngoài? 65 rồi. 65 bằng cô thôi ha. Dạ. Cô bán vậy thì cô có lo cho ai không cô? Đó ổng già đó, hai chồng già đó. À vậy là vậy là coi như là bác trai là bán rau, cô bán cá. Dạ, cô bộ bán cá, cô bộ việc nặng nhọc hơn là cô giành lấy phải không? Bán rau khỏe là để cho bác trai phải không? Cái đó tiếng kiện cọc quê. Dạ. Thôi thì bữa nay gặp cô cũng là cái duyên ha. Dạ, mà sáng giờ cô bán cái gì vậy cô? Lòng tông. Dạ mà cô bán hết rồi hả? Hết rồi. Cô cân của người ta hả? Thì mình đi bắt. Đi bắt á. Dạ, rồi sáng giờ là được nhiêu cô? Bắt được con trăm mấy chứ vậy. Đó là cô chịu vốn chưa? Chưa. À, cô đi bắt là bao lâu? Cô bắt được mấy giờ tới mấy giờ? Mấy tiếng lận à. Vậy là cô bắt ở trên sông á ha? À, dưới sông á. Là con trăm mấy thôi. Ừ. Thôi bữa nay gặp cô cái duyên nha. Con cũng xin phép nha, cụ ba nha. Tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Ha, thì của ít lòng nhiều. Cụ ba chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Mừng chứ. Cô có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, nhắn gửi cho cụ ba chị, cảm ơn ạ. Dạ. Rồi, thôi chúc cô giữ gìn sức khỏe và bắt được nhiều cá hơn nữa nha. Dạ. Rồi, xin phép chào cô. Hình như trời chuyển mưa rồi cô chú anh chị. Đây, bà con cũng dài sạp bán cá với bán thịt ở chỗ này cũng không nhiều lắm cô chú anh chị, chợ này cũng vắng lắm. Dạ, chúc mấy anh sức khỏe nghe. Ô, chợ này là đàn ông bán thịt không đó hen. Dạ, toàn là nữ công, ủa nam công gia chánh không à. Có nghe không ạ? Ồ, chịu mưa quá rồi. Chịu mưa vậy thì em thấy nó đỡ được cái nóng rồi. Này, trong kiosk người ta số cũng đóng hết cửa hết rồi cô chú anh chị. Đây là bán đồ sắt thôi. Dạ con chào ngoại. Dạ. Dạ ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cái này nè mà sáng giờ bán có hai nải. Dạ bán chuối hả ngoại? Dạ. Mà sáng giờ ngoại bán có hai nải hả? Hai nải. Ngoài bán hai nải nào vô ngoài? Chú già hay chú sim ngoài? Cho người ta tí giờ. Dạ. Một nải được bao nhiêu ngoài? Có 7.000. Thì ghẻ dữ vậy ngoài. Trời người ta còn la mắt nữa đó. Dạ. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? À sinh 1955. 55 là ngoài 70 rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi ngoài lấy chuối này của ngoài là ngoài mua hay là đồ mua nhà? Mua không à, chứ không có đồ nhà ra bán, kiếm tiền nữa, mua gạo rồi ăn vậy thôi. Dạ. Bình thường mà ngoài bán sáng giờ có 14.000 thôi. À, có ngoài... bữa thì được 20-30 ngàn. Dạ. Có bữa thì không có nải nào luôn. Ít vậy đó hả ngoại? À, chợ nó ế á. Rồi thí dụ như bữa nào mà ngoại bán không được thì ngoại mua gì ăn ngoại? Thì nhịn. Thì nhịn luôn? Nhịn luôn, bữa sau mua. Bữa sau mua rồi bữa trưa ngoại ăn gì ngoại? Thì giờ mình ăn bậy bạ, rau cải đồ kiếm ở nhà ăn. À nhưng mà gạo ở đâu ngoại có? Gạo thì có mua bữa nào ấy
mua 2 kg. Dạ. Còn ngoài mua 1 kg. Dạ. Rồi mời và mua tiếp. Dạ. Vậy là ngoại ăn cùng với ai ngoại? Thằng trai. Dạ. Là ngoại. Đứa một à. À, ông ngoại còn không ngoại? Ông ngoại và ngoại mất hết rồi. Dạ. À, không có chồng của ngoại á? Không. À, thôi lâu rồi. À, dạ. Ở và cô thân. Dạ, vậy là bữa nào bán được thì mua 1-2 kg gạo. Nhiều 2 kg, còn dạ, được thì 1 kg. Còn sáng nào thì ngoài ăn gì ngoài? Sáng ăn ổ bánh mì. Dạ, ổ bánh mì thịt hay mì không ngoài? Mì thịt mà nhỏ nó bán 3 ngàn ăn được không? Ủa bán gì có 3 ngàn nhưng mà? À, nó bán cho người ta 5 ngàn, 10 ngàn hả? Dạ. Nó bán cho tôi có 3 ngàn à. Trời ơi, thịt mà 3 ngàn điều dạ, mà cũng có. Ủa, chút đỉnh thịt vậy đó. Dạ. Điều nó bán cho người ta 5 ngàn, bán mình có 3 ngàn cũng chứ bây bán giờ mới đó. Ủa bánh mì không nó cũng là 2-3 ngàn rồi. 3 ngàn rồi. Dạ. Ừ, mà coi như là người ta cho như... thêm thịt cho ngoại nha. Cho thêm thịt đó. Trời, coi như là người ta thấy thương ngoại lắm á. Người ta mới giúp đỡ như vậy đó. Đúng rồi. Dạ, chứ mà người ta không... Tao tới là người ta lấy bẩn luôn. Dạ đúng rồi, chứ mà nếu mà ngoại khá giả thì người ta cứ lấy bình thường rồi. Đúng rồi. Còn mình nghèo khổ thì người ta lấy khác. Dạ, vậy là coi như ta cho thêm thịt mình đó. Dạ, vậy là ngoại cũng phải trân quý mấy cái người đó đó. Đúng rồi. Giúp cho ngoại hàng ngày luôn. Ăn hàng ngày luôn. Dạ, những cái buổi ăn để cho ngoại không có bị đói, ảnh hưởng đến sức khỏe của ngoại đó. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Là cụ ba. Cụ ba ở tại Mỹ. Dạ. Thì cụ ấy ở tại Mỹ. Dạ đúng. Cụ ấy 80 mấy tuổi rồi. Thành ra là cụ ấy cũng mong muốn là với phần quà của mình sẽ giúp đỡ được cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi, bớt được phần nào vất vả trong cuộc sống. Đúng rồi. Thì đây là tấm lòng của cụ ấy tặng cho ngoại. Bây giờ ngoại đếm giùm con xem cụ ấy tặng cho ngoại bao nhiêu. Đếm ra tiếng đi ngoại. À, 4 rồi ha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ, ngoại biết ngoại nhận được bao nhiêu không? Là 1 triệu. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cụ ba không? Vậy cho gửi lời thăm cụ ba giàu và sức khỏe. Dạ. Mang ơn cụ ba nhiều lắm. Dạ. Cũng được phần quà này mừng dữ lắm đó. Dạ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này thì ngoại sẽ mua gì để ăn ngoại? À, bây giờ mua vài con cá. Dạ. Với mua gạo để dành ăn. Dạ. Rồi vậy. Còn bữa nào là không có tiền là chỉ có đi hái rau. À. Mua 1-2 kg gạo về ăn với nước tươi nước mắm thôi hả ngoại? Thì tạm bà đỡ bữa vậy đó. Dạ. Rồi bữa khác mình làm khác có cá. Thì cũng con cũng hy vọng ha. À, với tấm lòng cụ ba cho gửi lại cụ ba dồi dào sức khỏe. Dạ. Mang ơn dữ lắm đó nha. Cảm ơn ngoại. À. Cụ ba cũng chúc cho ngoại ha. Dạ. Có một buổi ăn ngon trong vài ngày sắp tới. Dạ. Và giữ gìn sức khỏe của mình nha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. À, cảm ơn nha. Dạ. Nãy hình như chị có nhận quà chưa? Hình như chưa phải không? Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn thì chắc lớn hơn em con Giáp. Dạ, chắc chị 40 mấy hả? 50 chưa? 49 đúng không? 49 rồi. Dạ. Bây giờ một ngày chị bán được nhiêu tờ? Có 120 à. 120. Chị bán gì chị có lo cho ai không? Dạ, hai đứa con đi học. Dạ, lớp mấy rồi chị? Đứa lớp 6, đứa lớp 2. À, chắc chị lập gia đình trễ hả? Dạ. Ông xã chị làm công việc gì? Nó bỏ rồi, nó đâu có nuôi đâu đó. Hai mẹ con đi bán số vậy nè. Ngày được có 120 thôi ha. À. Thôi hôm nay gặp chị là cái duyên. À. Em cũng sẽ xin phép cụ ba là một nhà hảo tâm ở Mỹ. À. Sẽ tặng cho chị và hai đứa con là 10 kg gạo ha, để giúp cho chị đỡ về cái vấn đề lương thực trong vài ngày sắp tới nha. Đây là tấm lòng của cụ ba tặng cho chị. Em cảm ơn cụ ba. Dạ. Bữa nay chị nhận được phần quà thì chị cảm giác như thế nào? Chị cũng vui. Dạ. Dạ. Cụ ba chúc chị giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Hai đứa con. Đi bán vậy là nuôi hai đứa cháu, mua gạo ăn hàng tháng vậy đó. Dạ. Rồi, chào chị nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Nội có bán gì không nội? Dạ. 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 Như ngoại chắc cũng lớn tuổi không ngoại hả? Trời ơi. Ngoại năm mấy tuổi à? Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 68. Dạ, 68 chưa ạ? À, dạ.
Cô đang bán gì vậy cô? Bán xôi bắp. Dạ. Ồ xôi ngon quá nè. Bây giờ một gói bao nhiêu cô? Gói 5.000 thì người ta muốn mua. Dạ. Rồi bữa nay hình như có vẻ cô bán hơi chậm đúng không? Đúng rồi, bữa nay bán ế. Dạ. Một ngày mà nếu mà cô bán hết cái thao xôi thì mình lời được khoảng bao nhiêu cô? 900 mấy. Dạ, còn mà bán như vậy thì coi như là không có lời luôn. Không có lời. Dạ, coi như là mới bán lấy vốn thôi đó. Mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Không, không mình nên à. Dạ. Ủa ông xã cô còn không? Không luôn. Dạ, còn con cháu? À, tụi nó ở xa nó có nghề nghiệp hết rồi. Dạ. Thấy cô cũng vất vả. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm. Đó là cụ ba ở tại Mỹ nha. Thì sẽ tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ thôi nha. Nhưng mà cụ ít, nhưng mà tấm lòng của cụ ba thì rất lớn ở trong đây. Thì đây là tấm lòng của cụ ba tặng cho cô. Dạ, cô đếm xem cụ ba tặng cô bao nhiêu. Thôi để cho người ta đi, khỏi cho tôi. Tặng cho cô, mà nếu mà cô thấy hoàn cảnh nào khó khăn hơn cô tặng cho người khác. Dạ, thì nhận. Cảm ơn nha. Dạ, cô đếm xem cụ ba tặng cô bao nhiêu. 400. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Vui. Cô có nhắn gửi gì với cụ ba không? Không biết nhắn gửi gì, vậy giờ gửi lời ta cảm ơn. Dạ, cụ ba chúc cô duy trì sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ, dạ. Dạ, thì nếu cô mà có thư thấy hoàn cảnh nào khổ hơn, dạ, thì tặng người ta. Dạ, thì đó là tấm lòng của cô. Dạ, dạ. Trao lại cho những hoàn cảnh đó. Dạ, dạ. Và chúc cô duy trì sức khỏe và bán được hơn nha. Dạ. Xin phép chào cô. Dạ. Cảm ơn cô ba. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Nội nó bán gì vậy nội? Dạ đồ gãy hả nội? Mấy cái này là nội mua đi bán lại hay đồ nhà nội? Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 62. Dạ, dạ bằng cô thôi ha. Dạ một ngày mà mình bán cái này mình trừ hết chi phí thì mình được khoảng nhiêu cô? Dạ sáng giờ cô bán được bao nhiêu rồi? Mới có vài chục ngàn thôi ha. Dạ. Cháu này là cháu nội hay cháu ngoại của cô? Cháu ngoại ha. Dạ. Rồi sáng giờ bán thì lo cho cháu vậy đấy hen. Dạ. Thôi bữa nay gặp cô là một cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cụ ba ở tại Mỹ, sẽ tặng cho cô và gia đình 15 kg gạo. Cô có nhận không? Nhà có gạo. Vậy nếu thêm tiền thì cô nhận không? Dạ rồi, thôi vậy cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, xin phép chào cô. Dạ, con chào ông nội. Dạ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi ông nội? 70 rồi. Dạ, ông nội cởi nón cho con xem cái được không ạ? Dạ, bây giờ một ngày là ông nội bán được bao nhiêu tờ? Trời ơi, ngày có 100 tờ số rồi. Ít dữ vậy hả ông nội? Sao ông nội? Con thấy hình như ông nội đi đứng hơi khó khăn hả? Khó dữ lắm, là con thân con giò nè, lưỡi nè. À, ông nội bị bẩm sinh hả? Bị thương. Dạ. Bị thương hồi 900 rồi. À, vậy là đứt ba lạnh ruột luôn. Đứt ba đoạn ruột luôn. Dạ, vậy là ông nội có bị mổ trong bụng không? Có nè. Dạ đâu ạ? À? À, dạ rồi. Ông nội có gia đình không? Bà mất lâu rồi, mất lâu rồi, 7 năm rồi. Dạ, còn cháu của mình thì sao ông nội? Không có cháu. Dạ. Sống mình luôn. Dạ. Vậy là ông nội ngày xưa là ông nội đi lính chế độ cũ hả? Chế độ cũ. Dạ. Rồi mình mới bị đạn hay là bơm hay ông nội? Bị đạn. Dạ. Bữa nay thì gặp ông nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép là cụ ba là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha. À. Sẽ tặng cho ông nội một phần quà nha. Dạ. Nho nhỏ nha. Dạ. Thì cụ ít lòng nhiều. Cụ ba chúc cho ông nội nha. Sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Sẽ có một cái phần chi phí để khi nào mà ông nội mà cần nó thì có thể đem ra sử dụng. Thì đây là tấm lòng cụ ba. Ông nội đếm thử coi cụ ba tặng ông nội bao nhiêu. Dạ. Dạ bao nhiêu ạ? 8. 8, dạ. Thì bữa nay ông nội nhận được phần quà này, ông nội cảm giác như thế nào? Cảm ơn nhiều. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cụ ba không? Dạ, nhắn gửi cho cụ ba, cảm ơn nhiều. Dạ.
Rồi cô ba cũng chúc ông nội mua may mắn đắt nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ dạ. Xin phép chào ông nội nha. Dạ. Đó bây giờ hoàn cảnh bây giờ chưa nhà cửa gì có chung tôi giấy tờ giờ hồi trước còn luôn á. Dạ thấy thương quá. Dạ. Dạ, con chào ông nội nha. Dạ. Giấy tờ đó là còn luôn. Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi nội? 91. Dạ, nội còn làm gì nổi không nội? Hả? Nội còn làm gì nổi không? Không. Dạ, rồi nhà nội ở đâu? Nhà nội ở đâu? Dạ. Ở dưới con. Ở dưới con. Dạ. Ngày xưa còn trẻ thì nội bán gì nội? Bán chú à. Dạ. À mà ở trên vườn măng ruộng. Dạ. Rồi vậy bây giờ hết măng ruộng rồi. Dạ. Bán ruộng hết rồi ra đây rồi. Dạ. Ra mua nhà ở rồi. Dạ. Còn nội có thèm ăn uống gì không? Hả? Nội có muốn ăn uống gì không? Có tiền đâu muốn. Trời ơi, thương chứ vậy nội. Bị lãnh lương mà chưa có nữa. Dạ. Lương người tù kháng chiến đó. Dạ. Đó mà là ít bữa nữa mấy ông mới phá. Dạ rồi. Thôi hôm nay con sẽ thay mặt cụ ba là một nhà hảo tâm ở Mỹ nha. Dạ. Tặng cho nội phần quà nha. Dạ. Nội biết tờ này bao nhiêu không? Không. Không biết luôn hả? Đâu, không thấy. Dạ đâu ạ? Tờ bao nhiêu nội? 500. 500. Bây giờ nội không biết sử dụng tiền rồi sao con gửi. Dạ. Cái này 500. Dạ. Thôi thì con sẽ xin phép nha. Dạ. Là cụ ba ở Mỹ. Dạ, tặng cho cụ nội nha. Dạ, dạ thì thôi cụ ít lòng nhiều. Chúc cụ nội sức khỏe với tấm lòng của một cụ ba, còn lại là 500 nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Mừng lắm. Nội có nhắn gửi gì với cô ba không? Không biết gì nhắn gửi cái mà gửi được mấy em được mạnh khỏe. Cảm ơn nội. Chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con xin phép chào nội. Dạ. Con vô uống nước chút rồi đi. Dạ, con cảm ơn nội. Dạ, cảm ơn nội. Con xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ, ngày nó vô nghỉ ngơi nha. Dạ. 91 tuổi rồi đó cô chú anh chị. Thương quá trời. Rồi em hết tiền rồi cô chú anh chị ơi. Là em đã phát xong 10 triệu từ tấm lòng của cụ ba. Và con trai cụ ấy là anh miền Tây thương nhớ. Thì còn hơn 12 triệu thì em sẽ tiến hành thay mặt gia đình sẽ hỗ trợ đến những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cụ ba. Chúc cụ ba sức khỏe và mong những cái công đức, cái phước đức này sẽ giúp cho cụ thân tâm an lạc vào trong khoảng thời gian tiếp theo của cuộc sống. Và cảm ơn anh miền Tây thương nhớ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất.